Nguyệt, sao tự dưng em lại tránh mặt anh? Em có biết là anh nhớ em lắm không Nguyên? Anh về, thôi anh về đi, đã đến lúc mình nên dừng lại rồi anh à. Em vừa nổi gì vậy? Em không còn yêu anh nữa sao? Hay là em đã thay lòng đổi dạ rồi Thảo Nguyên? Là sỏi đá vô tri mà không hiểu không đau trước cảnh tình ngang trai. Quan nghiệt hôm nay ai sắp bài trên dương thế, để kẻ ra đi ôm mà y khói tơ vô. Bão tố phong ba trôi dạt kiếp con đò, thiên hạ thường hát câu chồng mê vợ tê, chứ mấy ai hiểu dùng vẫn làm lẽ đâu anh. Nửa muốn quay về để em được mình an, nhưng anh không nỡ quay lưng nhìn em đang ngấn lệ. Em đến bên anh cuộc đời bán ăn quê, chung gối chung chăn thì đâu dễ bên người. Sao em nói lời chua cay, em nén đau từ ly, anh sẽ lòng nghe đấng dùng trời tan.